Dish. Đây có bác. À, chào các bác này. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh này, YouTube kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng này bà con. Đó, hôm nay buổi trưa nha bà con. Buổi trưa thứ năm ngày mùng 2 tháng 5 nha các bác. Đó, chú Thơm tiếp tục cấp một lô bò 3B 7 con này. 7 con cho vị khách VIP nha, ở ngoài Hà Nam nha các bác. Vì ở trên xe 4 con nữa. Đó, 4 con là cho vị khách mới, 7 con là vị khách cũ. Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn, đoàn làm đoạn clip cho bà con nông dân xem và cũng công khai báo giá luôn. Đó, lô này chú Thơm bán cho anh chị là bằng siêu rẻ này. Đó, chỉ có 15.600.000 nha các bác. Đây bà con nhìn này, chỉ có 15.600.000 thôi nha bà con. Đó, tại vì sao chú Thơm công khai báo giá này lô này? Đó thì anh chị bảo là thôi chú ra đó thì chú đừng quay, tại vì anh chị nuôi nhiều đó, rồi sợ ảnh hưởng đến môi trường là người ta dòm ngó nó không hay. Đó nên chú Thơm tôn trọng ý kiến của anh chị thì làm đoạn clip cho bà con nông dân xem. Đó thì chú Thơm giao cái lô bò 7 con này xong xuôi rồi. Đó thì chú Thơm sẽ rao 4 con đó thì chú Thơm sẽ review cho bà con nông dân xem. Còn 7 con này các bác nhìn này. Đây, anh chị nhìn này. Đó, từ từ thôi. Đi lùa con nó vô. Đi, lên. Đó. Lên. 7 con nha. Đó, 7 con nha các bác. Chú Thơm nhắc lại nha. 7 con là bằng 15.600.000 nha các bác. 15.600.000 ra đến cho anh chị nha. Đó thì thông qua clip này, chú Thơm cảm ơn gia đình anh chị đó đã tin tưởng ủng hộ đó và theo dõi kênh Khởi Nghiệp đó và bắt bò bên kênh Khởi Nghiệp. Cảm ơn anh chị rất nhiều nhá. Đó, còn chất lượng hay không thì anh chị nuôi vài tháng nữa sẽ biết. Ok bà con nhá. Đó, các bác cùng toàn thể bà con vừa xem cảnh quay trước đó đó, đó thì cảnh quay đó là chú Thơm ghi hình ngày hôm qua các bác. Ngày hôm qua là buổi trưa thứ năm ngày mùng 2 tháng 5 các bác. Đó thì lý do thì bà con cũng biết đó. Thì ra ngoài đó thì chú Thơm nói lại, tức là anh chị ở ngoài đó chăn nuôi nhiều đó, mà ở đông khu dân cư đó các bác. Nên anh chị bảo thôi chú đừng có quay rồi nó ảnh hưởng về sau đó. Thì chú Thơm cũng tôn trọng ý kiến của anh chị. Đó thì cũng cảm ơn gia đình đã tin tưởng, ủng hộ và theo dõi và chọn mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Đó, lô đó là lô thứ hai rồi. Đó, trình độ chú Thơm chỉ bắt được rứa thôi chứ còn không rẻ hơn được nữa anh chị ạ. Đó, bà con xem và các bác cũng biết là cái tông con me và giá cả nó vậy ra thì bớt xén cho anh chị thì chỉ còn có 15.500.000 thôi các bác ạ. Hầu như là kiếm tiền cước xe là chính rồi các bác ạ. Đó, khó khăn chung bà con. Đó thì thông qua clip này em cũng cảm ơn gia đình anh chị. Đó, ủng hộ và chọn mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Đó, cảm ơn gia đình rất nhiều. Đó, chúc cho anh chị chăn nuôi lô 3B giống của chú Thơm hàm ăn chóng lớn đó, để sang năm có nguồn thực phẩm sạch để cung ứng ra thị trường phục vụ bà con nông dân. Đó thì cái lô chú Thơm cấp cho anh trước đó đẹp tuyệt vời cái đó, thì cuối năm này thì anh cũng có thể xuất được rồi đó, tại vì chú Thơm ra là chú Thơm thăm lại cái lô bò của em mà đó, nhưng mà rất tiếc không ghi được hình thôi, đành chịu bà con. Đó thì ngày hôm nay các bác, ngày hôm nay thì thứ sáu đó, ngày hôm qua ngày thứ năm đó, hôm nay là thứ sáu. Ngày mùng 3 tháng 5 các bác. Đó cũng lâu lắm rồi các bác, lâu lắm rồi chú Thơm mới bắt được lô me cái đồng sinh sản này các bác, hàng cực kỳ chất lượng bà con. Đó thì làm đoạn clip cho bà con nông dân mình theo dõi và tối lấy cái xem nha các bác. Đó thì bà con nông dân bác nào theo dõi hoặc yêu mến đó, hoặc xem video này, nếu các bác hay kênh Khởi Nghiệp hữu ích đó, thì các bác có thể cho chú Thơm xin một like, một nút chia sẻ và một hoạt đăng ký kênh để ủng hộ chú Thơm nha các bác. Đó thì cũng không để bà con chờ đợi lâu thêm nữa. Bây giờ chú Thơm sẽ review lô bò giống sinh sản nha các bác. Còn 3B lực thì đã bán rồi. Lô bò giống sinh sản cho bà con nông dân xem cái chất con me chú Thơm như thế nào nha các bác. Đó, và các bác biết giá cả cái lô bò này thì các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh Khởi Nghiệp nha bà con. Đây các bác này. Đây. Đó, lâu lắm rồi các bác. Lâu lắm rồi chú Thơm mới bắt được mấy con me cái đồng sinh sản, hàng đẹp tuyệt vời các bác. Mấy con bò đực, mấy con 3B đực thì không phải bàn nha các bác. Mấy con 3B đực thì cũng đã có khách hàng đặt rồi, nên bà con hết sức thông cảm. Đó, mấy con 3B đực nhỏ nha. Đây, ở bên đây là mấy con 3B đực lỡ này các bác này. Đó, ở bên đây là 3B đực lỡ thì cũng có khách hàng đặt rồi, nên các bác hết sức thông cảm nha. Đó, đây, và cốt lõi quay mấy con me cái đồng cho các bác xem. Ủa, chả mẹ,
Em nói với các bác hàng này, hàng quá đẹp luôn. Đây, mè này. Đây các bác nhìn chất con mè lâu lắm rồi các bác ạ, lâu lắm rồi. Chú Thơm mới bắt được mấy con mè cái đồng đẹp tuyệt vời các bác. Đây. Mè này bà con này. Đó, đây. Mè đẹp các bác. Đây, con mè bà Bì. Các bác nhìn thấy con mè bà Bì dài này các bác. Đây. Các bác nhìn thấy giống của bên kênh khởi nghiệp chọn như thế này. Dài này các bác, và mấy con mè cái này. Mấy con mè cái đồng đẹp tuyệt vời không các bác? Đó. Thì cũng chia sẻ với các bác luôn nha. Bà con nông dân đừng buồn nha các bác. Đó, bác nào đang có nhu cầu mua bò cái sinh sản, đó các bác vô tình các bác xem được clip này thì mạ phiền các bác cũng hết sức thông cảm nha. Đó, 6 con này nha, 6 con mè cái đồng này chú Thơm cũng đã bán rồi nha các bác. 6 con mè cái đồng này chú Thơm cũng đã bán rồi. Đó, và cũng bán cho khách quen nha các bác. Và cũng bán cho thằng em. Thằng em này nó ở Nam Định nha các bác. Em này nó ở Nam Định. Đó, năm ngoái chú anh em mua chú Thơm một đôi. Đó, và năm nay em mới đặt chú Thơm và anh cố gắng tìm giúp em. Thật sự là thằng em này nó may các bác. Nó quá may thì nó mới bắt được cái lô bò này. Vì em là người theo dõi kênh khởi nghiệp thì cũng biết rồi đúng không các bác. Có khi cả năm rồi chú Thơm không bắt được đàn bé cái như vậy đâu các bác ạ. Đúng cả năm rồi đó bà con. Đó, nên thằng em công nhận là may thật. Nó mới đặt chú Thơm có 10-15 ngày chứ các bác. Mà hôm nay đã ra cho em rồi này. Trời ôi mẹ. Đó, đây. Đây, em nhìn nhá. Em nhìn mẹ chất lượng nhá. Đó, bà con nông dân xem cái này. Dù khách hàng có đặt chú Thơm nhiều cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chú Thơm phải chọn cái chất con mè chú Thơm mới bắt. Đó, và chú Thơm không bao giờ chạy theo đồng tiền nha các bác. Chú Thơm buôn bán không bao giờ chạy theo đồng tiền nha bà con. Chú Thơm chạy theo chất lượng con giống nha. Đó, tiền bạc tính sau. Đó, các bác nhìn này. Toàn sim Farman hai dòng luôn các bác. Toàn sim Farman hai dòng. Quá đẹp các bác. Đó, làm đoạn clip cho bà con nông dân xem. Đó, hàng cái đồng sinh sản phải chất lượng như thế này. Đó. Ok bà con chưa? Đó, thì bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua bán thì nhớ đăng ký kênh. Hoặc bác nào có bê cái đồng sinh sản đẹp VIP như thế này thì alo trực tiếp gặp em nhá. Đó, quá chất lượng các bác. Đẹp không? Ok bà con nhá, chú Thơm nhắc lại nhá. Đó, 6 con mè cái đồng này chú Thơm cũng đã bán rồi. Bán cho thằng em cũng là khách hàng quen. Hầu như từ đầu năm đến giờ chú Thơm chủ yếu bán cho khách quen là nhiều các bác. Đó, 10 người thì chú Thơm chỉ lấy được tầm cả 3-4 người thôi các bác. Đó, còn những khách hàng cũ mua bò của chú Thơm mà không mua được thì thông qua clip này các bác cũng hết sức thông cảm cho em nha các bác. Đó, trình độ của chú Thơm có giới hạn nha. Tại vì con bò là tự em đi bắt nha các bác. Không ai bắt về cho em bán cả nha các bác. Đó, không ai bắt nha. Đó, ok các bác chưa? Quá đẹp các bác. Quá chất lượng. Rồi, thì bà con nông dân xem video. Hoặc các bác thấy kênh hữu ích, chất lượng thì các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh khởi nghiệp. Hoặc các bác cho chú Thơm xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ chú Thơm nha bà con. Rồi, đó. Và bà con nông dân ai quan tâm, ai theo dõi thì nhớ đăng ký kênh, đón xem video chú Thơm cấp cái lô bò này ra cho em trai ở ngoài Nam Định nha các bác. Cấp cho em trai ở ngoài Nam Định. Đó, và công khai báo giá luôn cho các bác biết là cái lô bò này chú Thơm bán cho em là bằng bao nhiêu tiền nha các bác. Đó, bật mí cho các bác chứ biết nha. Dưới 100 triệu nha bà con. 6 con này dưới 100 triệu nha. Đó, các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha, để biết giá cả từng con nha các bác. Chào các bác. Chào bà con. Yeah.